Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay quay cái máy thổi bông này cho mọi người xem nè. Máy thổi bông có hai cái đang giao cho một khách ở thành phố Hồ Chí Minh và một khách ở Đồng Nai. Sau đây mình quay cho mọi người xem nha. Đây, máy thổi bông thì cái lòng cánh của nó là mình làm sắt rất là dày nha mọi người nha, xài rất là bền. Động cơ là động cơ của Nhật nguyên con luôn, hàng Superline Mitsubishi nè, đang xài điện là 3 pha 220, nhưng mà mình dùng điện nhà luôn nha mọi người. Đó, cắm cái ổ điện cắm vào ổ điện nhà đó thì nó chạy được là nhờ con biến tần, thì con biến tần này chức năng của nó là nó đổi điện từ 1 pha 220 sang 3 pha 220 cấp cho động cơ, thì cái động cơ nó sẽ chạy rất là bền và tiết kiệm điện năng đó. Cái này là cầu dao 2 pha này để xài điện nhà nè. Những cái đơn vị nào mà có điện 3 pha thì càng tốt nha mọi người, nó càng ít hao điện nữa. 1 pha thì nó hơi hao điện nhưng mà 3 pha thì nó càng ít hao điện nữa. Thường là motor thì công suất nó là 2 ngựa, nhưng mà mình xài con biến tần là 3 ngựa để cho nó dư công suất để nó kéo cái động cơ cho nó khỏe. Thì lúc mà mình tăng tốc giảm tốc á, nó rất là tốt. Thì cái biến tần này mục đích của nó là để tăng tốc và giảm tốc được nè, nó làm cho cái lực thổi mạnh hoặc là yếu được đó. Cho nên là cái việc mà thổi được rất là nhiều cái sản phẩm gối, rất là nhiều sản phẩm gối, có tủ điện, có đèn bóp pha nè, có công tắc bật on off, công tắc bật on off đấy, hệ thống ben hơi nè, hệ thống ben hơi mình để một khúc dây sẵn luôn cho mọi người để về cái cắm hơi xài luôn đấy. Rồi van STNC loại tốt nè, đó xài loại tốt quá cho mọi người nha. Có bộ tiết lưu để cân chỉnh cái độ lên xuống của ben cho nó êm đó. Quạt đó, quạt cái cánh quạt rất là mạnh và rất là khỏe, được cân bằng động rất là tốt nha mọi người nha, giúp cho cái việc vận hành của máy nó êm, nó không có rung, nó không có chạy, không rung không chạy luôn nha mọi người nha. Ai đang xem kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ cho mình có năng lực mình làm thêm những cái video khác nó hay hơn. Ống mình ra là ống 90 đó, vận hành rất là êm ái. Ống 90 thì thổi, ngõ thổi ra là 90 nè, ngõ hút vào là 114, hút vào là 114 đấy, rất là gọn nhẹ. Thì cái quạt này nó có trọng lượng nó làm khoảng gần 100 kg nha mọi người đó. Cái chân của nó là mình làm mấy miếng tròn và mấy miếng vuông như thế này để cho nó đỡ cái trầy gạch bông, nếu mà để trong nền thì nó không có trầy gạch. Rồi nó cái bộ chân này mình làm sắt là V5 hết, cho nên nó tạo cái độ rất là cứng chắc cho cái chân máy. Đấy, thì bây giờ mình vận hành thử cho mọi người xem nha. Ai đang mà xem cái kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. Đó, mình chỉ cần bật on là động cơ nó sẽ quay, bật on nè. Đó, bật on là động cơ nó sẽ quay, quay là gió thổi ra rất là mạnh, gió thổi rất mạnh. Quay nữa đó, gió thổi mạnh cực kỳ luôn, thì mình có thể mình tăng tốc hoặc là giảm tốc được mà, tùy ý của mình luôn. Đấy, quay chi tiết cho mọi người xem nha mọi người. Rồi, và mở tủ điện ra mình tăng tốc giảm tốc cho mọi người xem. Đây, về cái độ tiết kiệm điện của nó cũng là rất là tốt. Nó tùy theo cái tải mà nó sẽ biến tần nó sẽ cho ăn một lượng điện là bao nhiêu nha mọi người nha, tức là cái tiền lượng tiêu thụ điện nó phụ thuộc vào tải.
nó không có chạy, nó lúc nào nó không tiêu thụ, ví dụ như bao nhiêu MP đó là giống như là không có biến tần thì nó sẽ tiêu thụ rất là nhiều điện. Nhưng mà có biến tần nó sẽ phụ thuộc vào tải, khi có tải nó mới tiêu thụ điện, còn không có tải là không tiêu thụ hoặc là tiêu thụ rất ít. Đây nè, đo cho mọi người xem nè, không đấy, giờ nó đang là 20 nè, mình tăng mình giảm thì nó sẽ lên xuống tùy ý nè, ampe nó sẽ lên xuống tùy ý nha mọi người nha, đó ampe nó sẽ lên xuống tùy theo cái tần số quay của động cơ và nó tùy thuộc vào cái tải, có thể tăng tốc hết luôn là 70. Thì nó sẽ tiêu thụ ít hơn, nó tùy thuộc vào cái lượng bông mà mình thổi vô gối hoặc là vô chăn vô mền đó, rất là bài bản nha mọi người nha. Thì có biến tần như thế này thì chạy con motor rất là bền. Đối với điện một pha thì không có xài tụ gì hết, nó xài ba pha luôn, nó đổi một pha ra ba pha, motor chạy rất bền. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký cái kênh YouTube của mình nha. Đây là xưởng cơ khí của mình nè, đó rất là nhiều dụng cụ để mình làm trong cơ máy, làm máy. Con này nó được thử xong nè, trước khi giao cho khách là phải thử cho nó ngon lành rồi mới đem đi giao cho khách, để đảm bảo cho khách là lúc nào cũng hoạt động là trơn tru, máy móc hoạt động trơn tru ok hết. Rồi chào mọi người nha, kết thúc của kênh ở đây nha mọi người.